Chào mừng quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc để chuẩn bị theo dõi trận đấu của nữ vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021 Cup LC. Trận đấu giữa Bamboo Airways Vĩnh Phúc và Hà Nội. Đây là danh sách những vận động viên sẽ ra sân xuất phát của Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Huấn luyện viên trưởng của Bamboo Airways Vĩnh Phúc đó là ông Nguyễn Trung Dũng. Hai trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài thứ hai ông Đàm Thiên Khai và trọng tài một là ông Phạm Thái Hoa. Trong ngày hôm qua thì Hà Nội đã để thua Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-3 trong một trận đấu mà họ chơi không tồi ở hai set đầu tiên, nhưng đáng tiếc sau đó tinh thần đã khiến cho Hà Nội không thể duy trì được một áp lực đủ để khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn và phải nhận thất bại ở set 3 trong một trận thua trắng 0-3. Và ngày hôm nay đối thủ của Hà Nội sẽ là Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đội trưởng của Bamboo Airways Vĩnh Phúc Hà Thị Hoa vừa phát bóng. Điểm số đầu tiên thuộc về Hà Nội, 1-0. Điểm số đầu tiên cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc, 1-2. Hướng theo chắn tốt. Người phá bóng tiếp theo sẽ là Nguyễn Đình Phương Thi. Đỗ Thi Hồng. Điểm cho Hà Nội 3-1. Người phát bóng cho Hà Nội đó là Nguyễn Thu Trang. Không được. Bóng đã vượt tay chắn của Hà Nội và đi ra ngoài. 2-3 cho Vĩnh Phúc. Người phá bóng cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc là Đỗ Thị Hiền. Đỗ Thị Hồng. Không được. Bóng vẫn còn. Cơ hội cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Pha bóng chưa vừa tầm để có thể thực hiện một cú đập uy lực. Rất tốt. Người ghi điểm ở vị trí số 2. Người ghi điểm đó là Trần Thị Mỹ Hằng. Một cú đập xuyên chắn của Mỹ Hằng. 3-3. Điểm số tiếp theo cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc, 4-3. Lần đầu tiên ở set 1, Vĩnh Phúc vươn lên dẫn điểm trước Hà Nội. Bóng trong sân. Điểm 4-4. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi điểm rất tốt của số 6 Bùi Thị Minh Duyên.
lên điểm 5-4. Người vừa kết thúc đó là Phạm Thị Lệ Thảo. Lệ Thảo là vận động viên sinh năm 2001, nhưng giờ hữu chiều cao 1m83. Đỗ Thị Hồng rất tốt, tiếp tục là một pha ghi để điểm ấn tượng nữa. Lệ Thảo đã thực hiện một cú đập đủ khó để có thể đánh bại hàng sau của Hà Nội. Người phát bóng tiếp theo cho Vĩnh Phúc đó là Trần Thu Trang. Bóng trong sân 5-6, một tình huống phối hợp nhanh với một pha kết thúc một chân sau đầu rất tốt của Lê Thu Thảo. Đỗ Thị Hồng phát bóng cho Hà Nội. Điểm số lúc này là 5-6. Đường một không tốt, 6-6. Một pha phát bóng gây ra được sự khó khăn cho hàng sau của Vĩnh Phúc. Lệ Thảo đang có được những điểm số ấn tượng. 7-6 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Việc có mặt trên sân kê truyền hài kỳ cựu Hà Thị Hoa rõ ràng sẽ mang đến những thuận lợi cho những chủ công của Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Không tốt, cơ hội cho Vĩnh Phúc. Thu Thảo vẫn còn, không được rồi, điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 8-6. Lần hội ý đầu tiên ở set đầu thứ nhất, sự khởi đầu tốt của các cô gái áo trắng. Chúng ta cùng trở lại với set đấu đầu tiên ở trận đấu của nữ vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia Cúp FLC 2021. Lúc này tỷ số đang là 8-6 ở set đầu tiên cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Bước 1 không tốt. Cơ hội cho Vĩnh Phúc. Lễ Thảo rất tốt. Điểm số thứ tư của Lệ Thảo ở set 1 này 9-6. Rõ ràng là những pha phối hợp trên sau đầu giữa Hà Thị Hoa, đội trưởng của Bamboo Airways Vĩnh Phúc và Lệ Thảo đã phát huy được hiệu quả một cách tối đa. Hà Nội đang gặp khó trong tình huống bước 1 và tiếp tục là điểm số nữa đến từ Lệ Thảo. Bám chắn tuyệt vời. 16. Lệ Thảo đang là vận động viên sở hữu chiều cao tốt nhất trên sân lúc này, 1m83. Chưa có điểm. Rất tốt, Thu Trang đã phòng ngự hay. Đinh Thị Ngân. Bóng ngoài rồi. Điểm số tiếp theo cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 11-6.
Rõ ràng là việc sở hữu cho đội hình những vận động viên dày dặn kinh nghiệm như Thu Trang hay Hà Thị Hòa cùng với những vận động viên trẻ tài năng đang giúp cho Bamboo LA Vĩnh Phúc có được một sự kết hợp rất hứa hẹn ở giải A năm nay. Bây giờ đang là điểm số cách biệt 6 điểm 12-6 cho Bamboo LA Vĩnh Phúc. Mỹ Hằng phát bóng. Đinh Thị Ngân. Mạnh rồi, bóng ngoài sân. 7-12 cho Hà Nội. Ngày hôm nay thì số 2, cây chuyền 2 của Hà Nội là Vi Thị Yến Nhi có lẽ cũng sẽ gặp những áp lực không nhỏ khi phải đối đầu với một vận động viên kỳ cựu bên phía đối phương là Hà Thị Hoa, người năm nay bước sang tuổi 37. Điểm số tiếp theo cho Hà Nội 8-12. Trần Thu Trang rõ ràng là vẫn thể hiện sự tự tin của mình. Thu Trang năm nay cũng đã 32 tuổi. Những tay đập bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang có được sự tự tin và hiệu quả trong những điểm số đã qua. Có thể kể đến như Mỹ Hằng. Mỹ Hằng không qua được chắn của Hà Nội. Điểm số cho Hà Nội 9-12. Điểm số thứ 3 liên tiếp của các cô gái áo đỏ. Trước đó là một tình huống xử lý chuyền 2 phòng tốt của Hà Thị Hoa. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Thị Ngân ghi điểm số tiếp theo cho Hà Nội 10-12. Trước đó thì Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã xin hội ý, nhưng sau khi hội ý thì họ lại thua tiếp 2 điểm số nữa. Cơ hội. Lần này thì hàng sau của Hà Nội đã phòng thủ tốt. Hà Thị Hoa, Lệ Thảo. Lần này thì Lệ Thảo không mắc một sai lầm nào, bóng bật chắn Hà Nội và đi ra ngoài. Đổi về điểm 13-10 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Lệ Thảo phát bóng. Cú xử lý rất nhanh của Yến Nhi. Yến Nhi. Cơ hội. Bóng đã chạm mép lưới. Trọng tài xác định bóng không qua lưới. Điểm 14-10 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Hai tình huống liên tiếp mà Đinh Thị Ngân kết thúc ở vị trí số 4 không thành công. Tiếp tục là Lệ Thảo pha bóng. Điểm cho Hà Nội 11-14. Và ghi điểm ở vị trí số 3 của vận động viên số 11 Nguyễn Thu Trang.
Kênh Truyền Hài vì Tị Yến Nhi là người phát bóng tiếp theo cho Hà Nội. Yến Nhi năm nay mới 19 tuổi. Tình huống xử lý kinh nghiệm của Hà Thị Hoa, nhưng rất đáng tiếc là vận động viên số 9 của Bamboo Vĩnh Phúc đã chạm lưới. 12-14 cho Hà Nội. Còn trẻ nhưng Vi Thị Yến Nhi đang cho thấy được sự tự tin của mình khi phải đối đầu với bậc đàn chị Hà Thị Hoa bên phía đối phương. Và bây giờ là điểm số tiếp theo cho Hà Nội, cách biệt chỉ còn là một điểm, 13-14. Người phát bóng là Vi Thị Yến Nhi. Hà Nội đang lên điểm rất ấn tượng. Yến Nhi, cơ hội. 14 đều cho Hà Nội. Từ cách biệt 6 điểm thì bây giờ Hà Nội đã san bằng được điểm số ở set đấu đầu tiên, 14 đều. Bamboo Vĩnh Phúc gặp khó ở những tình huống bước 1 và thậm chí là chuyền 2 của Hà Thị Hoa. Bóng ngoài, tình huống mặt chắn ra ngoài. Đối với điểm 15-14 cho Bamboo Vĩnh Phúc. Hà Thị Hoa, Minh Duyên, 15 đều cho Hà Nội. Bùi Thị Minh Duyên là người đã thực hiện cú đá bóng chính xác ở vị trí số 2. 15 đều. Đội trưởng Đinh Thị Ngân phát bóng. Ngoài. Đội điểm 16-15 cho Bamboo Vĩnh Phúc. Lần hội ý thứ 2 ở set đấu đầu tiên. Bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc, số 19, Nguyễn Đình Phương Thi vào sân. Nguyễn Huỳnh Phương Thùy là vận động viên trẻ nhất trên sân vào lúc này. Hôm nay Phương Thùy mới 17 tuổi. Và vừa rồi là một tình huống mà Phương Thùy đã phát bóng trong sân, 17-15 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Phương Thùy sinh năm 2004 và sở hữu chiều cao 1m73. Bóng mặt chắn ra ngoài đối với điểm 16-17 cho Hà Nội. Người phát bóng tiếp theo cho Hà Nội đó là Nguyễn Thu Trang. Tình huống chuyền hai không tốt và Hà Nội đã tận dụng rất tốt pha bóng trên lưới, 17 đều.
xem một màn diễn ra vô cùng hấp dẫn. Minh Duyên là người đã thi đấu tập trung và kết thúc trên lưới. Thu Trang phát bóng. Đỗ Thị Hồng. Chưa thể qua được hàng chắn. Tiếp tục là Mỹ Hằng không thành công. Đỗ Thị Hồng. Bóng chặn sàn. 18-17 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đó là tình huống ghi điểm của số 7 Trần Thu Trang. Đỗ Thị Hiền. Điểm số cho Hà Nội 18 đều. Khác với trận đấu gần nhất với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đang thi đấu tập trung và có được những điểm số tốt ở nửa cuối trận đấu, khác với những gì mà họ đã thể hiện ngày hôm qua. Đỗ Thị Hồng rất nỗ lực. Libero Thanh Trúc đã chơi tốt. Điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 19-18. Một pha vỡ một chơi sau đầu kết thúc rất hay nữa của Lệ Thảo và kênh truyền hai Hà Thị Hòa. Thu Trang. Đỗ Thị Hồng. Mỹ Hằng. Điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 20-18. Thời điểm quan trọng ở set đầu tiên và huấn luyện viên Đoàn Văn Vin của Hà Nội đã xin hội ý. Gian cần thiết để Hà Nội có được sự tập trung trở lại, sự tự tin hơn, hướng đến những điểm số rất quan trọng ở set 1. Trần Thu Trang. Mỹ Hằng. Bóng mặt chắn ra ngoài. 21-18 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Một ngày mà chủ công bên phía đội chủ nhà đó là Trần Thị Mỹ Hằng đã thể hiện một phong độ rất cao. Bước một tốt. Đỗ Thị Hồng. Tiếp tục là Đỗ Thị Hồng. Lệ Thảo. Rất hay, 22-18 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc, 4 điểm số liên tiếp. Chiều cao và sức bật của Lệ Thảo đã hoàn toàn đánh bại được pha chắn đơn duy nhất của Đỗ Thị Hồng ở tình huống vừa rồi. Thu Thảo chưa có điểm. Đỗ Thị Hồng. Rất tốt. Đổi điểm 19-22 cho Hà Nội. Người phá bóng là Đỗ Thị Hồng.
không được. Hà Thị Hòa đã cứu được bóng, nhưng sau đó thì libero Phạm Thị Thúy của BBVA Vĩnh Phúc đã không xử lý tốt. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 2 điểm, 20-22 cho Hà Nội. Đỗ Thị Hồng phát bóng. Khoảng thời gian quan trọng ở set đầu tiên. Bước một không tốt của libero Phạm Thị Thúy. Rất hay, pha xử lý tuyệt vời của Vi Thị Yến Nhi. Kết chuyền hai bên phía Hà Nội 21-22. Một pha bóng mà có lẽ sự tự tin đã mang đến cho Vi Thị Yến Nhi điểm số quan trọng. Không được, 22 đều. Cách biệt 4 điểm đã được Hà Nội san lấp trước Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Bây giờ thì điểm số đã được cân bằng. Rất căng thẳng ở set đấu đầu tiên. Hà Nội đang có được lợi thế về mặt tinh thần. Bước một không tốt liên tiếp của những libero bên phía Bamboo Vĩnh Phúc. Ngoài 23-22 cho Bamboo Vĩnh Phúc, rất đáng tiếc cho Hà Nội. Một tình huống mà Đinh Thị Ngân, đội trưởng của Hà Nội, đã có cơ hội kết thúc ghi điểm, nhưng tình huống dọc sân tấn công vừa rồi bóng đã đi ra ngoài. Trần Thị Mỹ Hằng thu thảo, bám chắn tốt. Đinh Thị Ngân chưa có điểm. Rất hay, kinh nghiệm của Hà Thị Hoa đã được phát huy đúng lúc. 24-22 set point cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Pha xử lý rất kinh nghiệm của Hà Thị Hoa. Trước điểm số quyết định dành cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc thì bên phía Hà Nội đã xin hội ý một điểm số quan trọng. Người phát bóng cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc sẽ là Trần Thị Mỹ Hằng. Set point. Đinh Thị Ngân rất tốt, không ai bằng chắn. Và điểm số quyết định đã thuộc về Bamboo Airways Vĩnh Phúc. 3 điểm liên tiếp, và đó cũng là điểm số mang về chiến thắng ở set 1 cho đội chủ nhà. 25-22 và kết thúc của số 20 Phạm Thị Lệ Thảo. Một set đấu rất hay. Bamboo Airways Vĩnh Phúc tạm thời dẫn trước 1-0 trước Hà Nội. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ hai. Trần Thu Trang phát bóng. Bóng trong sân. Điểm cho Hà Nội 17-15. Ở set 2 này thì Minh Duyên cũng như Lê Thu Thảo đang thi đấu với phong độ cao. Minh Duyên phát bóng. Rất nỗ lực. Cơ hội. Chưa được. Đỗ Thị Hồng
Bỏ nhỏ không được. Tiếp tục là Đỗ Thi Hồng. Mỹ Hằng. Một pha bóng bên. Đỗ Thị Hồng bóng ngoài. Nhưng trọng tài xác định bóng vẫn chắn của Bamboo Vĩnh Phúc đi ra ngoài. Điểm thuộc về Hà Nội. Quyết định cuối cùng của trọng tài. Điểm số thuộc về Hà Nội. 18-15. Đường 1 không tốt. 19-15 cho Hà Nội. Chuỗi lên điểm rất ấn tượng của các cô gái áo đỏ. Bây giờ thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn với Bamboo Airways Vĩnh Phúc ở set đấu thứ hai khi cách biệt đang là 4 điểm. Mỹ Hằng. Và xử lý tốt của Hà Thị Hoa, nhưng trọng tài xác định lỗi của Hà Thị Hoa. Hà Nội lên điểm 20-15. Quyết định của trọng tài đã được đưa ra. Điểm số cho Hà Nội. 3-0. Không thành công. Bóng chưa chạm sàn. Cơ hội cho Hà Nội. Đỗ Thị Hồng. Bóng vừa chạm mép lưới. Tiếp tục là Đỗ Thị Hồng. Không có một sai lầm nào. 21-15 cho Hà Nội. Tình huống kết thúc tuyệt vời của Đỗ Thị Hồng. Nắm điểm số liên tiếp. Đội 1 không tốt. Một vận động viên kinh nghiệm như Trần Thu Trang cũng gặp khó trong việc xử lý bước 1 ở tiếng vừa rồi. 22-15 cho Hà Nội. Đang có cơ hội lớn để kết thúc set đấu thứ hai. Cách biệt 7 điểm. Điểm số cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Tình huống ghi điểm của Đặng Thị Trúc. Đặng Thị Trúc cũng là một vận động viên trẻ, sinh năm 2002.
Đặng Tiến Trúc phát bóng. Rất nhanh và chính xác, Vi Thị Yến Nhi. Điểm 23-16 cho Hà Nội. Những pha xử lý mà chúng ta thấy được Vi Thị Yến Nhi không hề bị ngợp trước một cây truyền hai rất kinh nghiệm như Hà Thị Hoa. Yến Nhi đang có những sự tiến bộ sau những gì mà chúng ta được chứng kiến. Trần Thu Trang tiếp tục lỗi bước 1. 24-16 cho Hà Nội. Set point cho Hà Nội ở set thứ 2. Chiến thắng trong set 2 gần như đã nằm chắc trong tay Hà Nội rồi. Đỗ Thị Hồng phát bóng. Hơi vội. Khánh Hoa rất chính xác. 17-24. Vẫn là set point cho Hà Nội. Phạm Thị Lê Thảo. Rất tốt. 18-24 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Cách biệt 6 điểm. Pha xử lý nhanh và đầy khôn ngoan. Phạm Thị Lê Thảo. Đinh Thị Ngân. Tiếp tục là Đinh Thị Ngân. Không được rồi. Điểm số quyết định 25-18 cho Hà Nội. Như vậy là Hà Nội đã chiến thắng ở set thứ 2 để qua đó san bằng tỷ số 1-1. Trận đấu rất hấp dẫn giữa Hà Nội và Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Hà Nội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ 3. Tình huống quyết định ở set 2. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Bamboo Airways Vĩnh Phúc và Hà Nội tại vòng chung kết bóng chuyền hạng A quốc gia.
OLC 2021. Bây giờ là set đấu thứ 3. Sau 2 set, hai đội hòa nhau 1-1. Một trận đấu diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn tốt. Điểm số đầu tiên ở set 3 thuộc về Hà Nội. Đinh Thị Ngân. Rất kinh nghiệm, đó là cú ghi điểm của cây truyền hai Hà Thị Hoa, 1-1. Rất tốt, 2-1 cho Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm ở vị trí số 3 của số 11 Nguyễn Thu Trang. Nguyễn Thu Trang phát bóng. Bóng ngoài. Bật chắn ra ngoài. Điểm cho Bamboo LA Vĩnh Phúc 2-2. Rất chính xác, 3-2 cho Hà Nội. Minh Duyên đang thể hiện được phong độ ổn định trong trận đấu ngày hôm nay. Đỗ Thị Hồng. Bóng ngoài. Chúng ta sẽ đi bóng được chắn của Hà Nội ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ cần phải xem lại tình huống quay chậm. 3-3 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Chúng ta vẫn xác định rằng bóng đã chặn tay chắn của Hà Nội. Sau khi tham khảo vị trọng tài thứ hai. Điểm số 3-3. Đỗ Thị Hồng. 4-3 cho Hà Nội. Lưới. Đối với điểm 4-4 cho Bamboo LA Vĩnh Phúc. Các bạn đang theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giải chung kết giải bóng truyền hình quốc gia LC 2021. Trận đấu giữa Bamboo LA Vĩnh Phúc và Hà Nội của nữ. 5-4 cho Hà Nội. Tất cả những trận đấu của nam và nữ tại vòng chung kết giải bóng truyền hạng A sẽ đều được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport. Rất tốt. Điểm cho Bamboo LA Vĩnh Phúc 5-5. Đó là pha ghi điểm của Đặng Thị Trúc. Không qua lưới. 6-5 cho Hà Nội.
tình huống phát bóng không tốt của Phạm Thị Lệ Thảo. Sau set đấu đầu tiên chơi tốt thì Lệ Thảo đang có dấu hiệu chững lại ở set thứ hai và bây giờ là set 3. Yến Nhi phát bóng cũng không qua lưới, 6-6. Hà Thị Hoa bóng trong sân, điểm cho Hà Nội 7-6. Cơ hội cho Hà Nội kết thúc điểm số. Thu Trang điểm 8-7 cho Bamboo Vĩnh Phúc. Lần lưu ý kỹ thuật đầu tiên ở set đấu thứ 3. Lần hội ý kỹ thuật đầu tiên và chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến ở set 3. Lúc này thì Bamboo Vĩnh Phúc đang tạm thời vươn lên dẫn trước. Cách biệt chỉ là một điểm. Rất hay. Pha phối hợp đã loại bỏ được hàng chắn của Bamboo Vĩnh Phúc. 8-8. Nguyễn Thu Trang phát bóng không qua lưới, 9-8 cho Bamboo Vĩnh Phúc. Đỗ Thị Hồng rất chính xác, cú đập lách chắn và mang về điểm số 9-9 cho Hà Nội. Đỗ Thị Hồng vẫn còn ngoài, rất đáng tiếc cho Vi Thị Yến Nhi, điểm số 19
cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Một quyết định hợp lý của Yến Nhi nhưng đáng tiếc là cú đánh lại quá mạnh. Rất tốt nhưng vẫn có đỉa cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. 11-9. Ánh nắng đang phần nào ảnh hưởng đến các phần viên bám chắn của Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Bóng trong sân. 10-11 cho Hà Nội. Trong sân, điểm cho Hà Nội 11-11. Cách biệt đã được xóa lấp. Ngày hôm nay những Đinh Thị Ngân, Đỗ Thị Hồng hay Minh Duyên thi đấu rất tốt bên phía Hà Nội. Trong khi đó vấn đề với Bamboo Airways Vĩnh Phúc có lẽ là những chủ công của họ. Bóng ngoài, Hà Thị Hoa cứu bóng. 12-11 cho Hà Nội. Thu Trang rất tốt. 12-12. Bamboo Airways Vĩnh Phúc rõ ràng là đang thiếu một chủ công, một sức công phá tốt và thực sự đẳng cấp. Thu Trang phát bóng. Bám chắn tốt. 13-12 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Một pha bóng mà Đặng Thị Trúc, Lệ Thảo đã bám chắn bắt bài được ý đồ truyền hay của Yến Nhi. Bóng trong sân. 13-13 cho Hà Nội. Thế trận ở set 3 đang diễn ra rất cân bằng. Lê Thảo. Bóng chạm sàn, điểm 14-13 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Phối hợp rất hay. 14-14. Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang sử dụng luân phiên. Hai libero đó là Phạm Thị Thúy và Vũ Thị Hồng Hậu. Xử lý của Đăng Ký Trúc. 15-14 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Hà Thị Hoa. Sau sau đấy. 15-15 cho Hà Nội.
Đỗ Thị Hồng. Bóng trong sân. 16-15 thuộc về Hà Nội. Lần lưu ý kỹ thuật thứ hai ở set đấu thứ ba với lợi thế đang tạm nghiêng về Hà Nội. Điểm số tiếp theo thuộc về Hà Nội, 17-15. Bây giờ thì cách biệt đã được nâng lên 2 điểm cho các cô gái áo đỏ. Phong độ của những tay đập bên phía Hà Nội ngày hôm nay rất ổn định. Đỗ Thị Hồng, Đinh Thị Ngân hay Bùi Thị Minh Duyên. Đinh Thị Ngân. Bắn chắn tốt. Tuy nhiên trọng tài xác định có vẻ bóng đã sát phần sân của Hà Nội. 16-17 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đặng Thị Trúc phải bóng. Đỗ Thị Hồng. Bóng ngoài. 17 đều. Tiếp tục là Đặng Thị Trúc. Bóng ngoài. Điểm thuộc về Hà Nội. 18-17. Hà Thị Hoa, Thu Trang, vẫn là điểm số thuộc về Hà Nội, 19-17. Thu Trang đã được chuyển sang những tình huống tấn công kết thúc, nhưng rõ ràng là vận động viên mang số 7 của Bamboo Airways Vĩnh Phúc vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Đỗ Thị Hồng. Thu Trang. Chưa được. Đỗ Thị Hồng. Bắn chắn ra ngoài. 20-17 cho Hà Nội. Ngoài những tay đập như Đỗ Thị Hồng, Đinh Thị Ngân hay Bùi Thị Minh Duyên thì phong độ của chuyền hài Vi Thị Yến Nhi cũng là một điểm sáng của Hà Nội ở trận đấu này. Thời điểm
gần cuối của set 3. Điểm số lúc này là 21-17 nghiêng về Hà Nội. Bước một không tốt bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Thu Trang đổi về điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 18-21. Người pha bóng tiếp theo là Lai Thị Hoài. Hơi với Đỗ Thi Hồng. Thu Trang. Ngoài. Không, trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 19-21 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Hy vọng là vẫn còn ở set 3. Cách biệt chỉ còn là 2 điểm. Cơ hội. Mỹ Hằng. Thu Trang. Điểm số thuộc về Hà Nội 22-19. Pha bóng mà Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có những cơ hội để kết thúc điểm số nhưng họ đã không làm được. Tình huống phối hợp tương đối bất ngờ giữa Yến Nhi và sau đó là tình huống xử lý chính xác của Lê Thu Thảo. Minh Duyên phát bóng. Rất hay. Yến Nhi đang chơi tuyệt vời. Điểm số cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 20-22. Trần Thị Mỹ Hằng phát bóng. Đỗ Thị Hồng rất nỗ lực nhưng không kịp. 23-20 cho Hà Nội. Không qua lưới. Điểm số cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 21-23. Bình Thị Ngân rất hay, tuyệt vời. Một pha xử lý khó nhưng Bình Thị Ngân vẫn ghi điểm cho Hà Nội. 24-21, set point ở set 3 cho Hà Nội. Hàng sau của Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã thực sự bị bất ngờ với pha xử lý vừa rồi của Đinh Thị Ngân.
điểm cho Babuel Vĩnh Phúc 22-24. Hy vọng là vẫn còn. Nhưng đây vẫn sẽ là set point cho Hà Nội. Một pha bóng mà các cô gái áo đỏ chắc chắn sẽ phải rất tập trung. Người phá bóng là Phạm Thị Lệ Thảo. Bước 1 không tốt, pha xử lý không tốt của Minh Duyên và sau đó là Yến Nhi. 23-24 rồi. Và bây giờ thì có lẽ Hà Nội sẽ phải hội ý. Một tình huống xử lý tuyệt vời. Đây vẫn sẽ là điểm set point cho Hà Nội. Nhưng liệu họ có thể tận dụng được hay không? Có vẻ như các vận động viên trẻ của Hà Nội đang có đôi chút áp lực tâm lý. Tuy nhiên quyền tự quyết ở set 3 vẫn đang thuộc về Hà Nội với điểm set point. Phương Thùy là người được tung vào sân bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Phương Thùy phát bóng. Ánh nắng đang ảnh hưởng đôi chút đến Phương Thùy. Cơ hội không qua lưới, rất đáng tiếc cho Hà Nội. Hai tình huống liên tiếp mà bước 1 của Hà Nội là không thực sự tốt, khiến cho Yến Nhi sau đó đã xử lý những tình huống chuyền hài rất khó khăn. 24 đều. Điểm số cho Hà Nội 25-24. Bây giờ thì Hà Nội lại có được set point. Pha ghi điểm của Nguyễn Thu Trang. Vi Thị Yến Nhi phá bóng. Vẫn còn Đinh Thị Ngân. Tiếp tục là Hà Nội. Rất nỗ lực. Wow, rất đáng tiếc cho Hà Nội. Một chút nữa thôi thì Hà Nội đã có thể kết thúc được set đấu này. Nhưng Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang cho thấy được sự nỗ lực bền bỉ của mình. 25 đều. Mọi thứ vẫn đang còn ở trước mắt ở set 3. Trận đấu tính chất bản lề này. Và bây giờ thì cơ hội sẽ thuộc về Bamboo Airways Vĩnh Phúc. 26-25. Điểm set point lúc này lại thuộc về cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng. Hà Nội đang đánh mất đi những lợi thế rất rõ ràng của mình. Họ đã bỏ qua 4 set point. Ngược lại, chúng ta có thể thấy được bản lĩnh và kinh nghiệm của những vận động viên bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Ở một thời điểm quyết định, họ thể hiện được kinh nghiệm. Bên phía Hà Nội đều là những vận động viên còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất là đội trưởng Đinh Thị Ngân. Thì năm nay mới 23 tuổi mà thôi. Bóng mặt chắn ra ngoài, 26 đều. Bamboo Airways Vĩnh Phúc chưa thể tận dụng được set point có được. 3 chắn theo Đinh Thị Ngân, tình huống vừa rồi. Đinh Thị Ngân phát bóng. Cô đang nhận được những sự cổ vũ của những đồng đội bên ngoài. Vẫn là Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Rất tốt. Phạm Thị Trúc bàn chắn ra ngoài. 27-26 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Set point. Bóng đã bật tay chắn của Nguyễn Thu Trang đi ra ngoài.
Cơ hội kết thúc trận đấu cho Bamboo Vĩnh Phúc. Bám chắn tốt. Vừa rồi thì Minh Duyên và Nguyễn Thu Trang đã bám chắn thành công, 27 đều. Cơ hội đã đến với Bamboo Airway Vĩnh Phúc, nhưng vừa rồi là một tình huống mà số 4 Giang Thị Khánh Hòa đã không thể thực hiện thành công. Ý đồ đánh xuyên chắn nhưng đã không thể vượt qua được Thu Trang và Minh Duyên. Không qua lưới. Rất đáng tiếc, thời điểm quan trọng. Và bây giờ Bamboo Airway Vĩnh Phúc lại có được set point 28-27. Lại thì Hoài sẽ là người phát bóng. Bám chắn thành công. Và chiến thắng ở trận đấu thứ 3 đã thuộc về Bamboo Airway Vĩnh Phúc 29-27. Và đây có thể nói là một chiến thắng ngoạn mục cho set 3, khi họ đã vượt qua được 4 set point của Hà Nội để san bằng điểm số, và sau đó thế trận giằng co. Và cuối cùng thì kinh nghiệm và bản lĩnh của đội chủ nhà đã được phát huy. Một chiến thắng rất quan trọng ở set 3 để nâng tỷ số lên 2-1. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ 4. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Bamboo Airway Vĩnh Phúc và Hà Nội. Sau 3 set, tỷ số này đang là 2-1 nghiêng về Bamboo Airway Vĩnh Phúc. Chúng ta vừa được chứng kiến một trong những set đấu hay nhất của giải tính đến thời điểm hiện tại, set đấu thứ 3 với chiến thắng 29-27 cho đội chủ nhà. Một không cho Bamboo Airway Vĩnh Phúc ở set đấu thứ 4. Kinh nghiệm rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất giúp cho Bamboo Airway Vĩnh Phúc có được lợi thế dẫn 2-1 cho lúc này. Trong khi đó thì bên phía Hà Nội rất nhiều những vận động viên còn trẻ tuổi. Bạt chắn ra ngoài 2-0 cho Bamboo Airway Vĩnh Phúc. Vẫn còn. Ngoài điểm cho Bamboo Airway Vĩnh Phúc 3-0. Một set đấu mà Hà Nội phải thắng nếu không muốn nhận thất bại chung cuộc.
Nhưng lúc này thì họ đang để cho Bamboo Phúc dẫn trước 3-0. Có lẽ là những ảnh hưởng tâm lý sau khi để thua đáng tiếc ở set 3 đang khiến cho Hà Nội có vẻ hơi trùng xuống. Điểm số đầu tiên cho Hà Nội, 1-3. Và kết thúc chéo sân rất hay. Đinh Thị Ngân phát bóng, không qua lưới. 4-1 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đoàn Thị Hoài phát bóng, cơ hội. Rất chính xác, Thu Trang ghi điểm 5-1 cho Bamboo Vĩnh Phúc. Ở set 3, Hà Nội đã dẫn trước Bamboo Vĩnh Phúc với điểm số là 24-21 và có đến 4 set point. Nhưng thật bất ngờ là Bamboo Vĩnh Phúc đã thể hiện được bản lĩnh của mình và lượng người dọc. Minh Duyên chưa thành công. Rất hay và nỗ lực cứu bóng của Thanh Trúc. Đỗ Thị Hồng ngoài. Điểm 2-5 cho Hà Nội. Một pha bóng bền rất hay của cả hai đội. Cách biệt lúc này là 3 điểm. Nguyễn Thu Trang phát bóng, rất hay. Phạm Thị Lê Thảo, khá lâu rồi chúng ta mới thấy được tình huống phù hợp. Tiếp tục một chơi sau đầu của Lệ Thảo thành công. Sáu hai Khánh Hòa. Yến Nhi, Đỗ Thị Hồng, bóng trong sân, đối với điểm 3-6 cho Hà Nội. Đỗ Thị Hồng vẫn đang duy trì được phong độ ổn định ở trận đấu này. Tình huống lách chắn rất hay. Minh Duyên phát bóng, bóng chạm mép lưới và gây khó khăn cho Bamboo Vĩnh Phúc. Bám chắn tốt, không được rồi. 4-6 cho Hà Nội. Cách biệt 4 điểm và bây giờ đã được thu hẹp xuống còn 2. Minh Duyên, Thu Trang, không được rồi. Điểm số tiếp theo cho Hà Nội 5-6. Cách biệt chỉ còn là 1 điểm và trận đấu chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và Bùi Vĩnh Phúc đang mất đi lợi thế dẫn điểm khá sâu của mình. Tiếp tục sẽ là Minh Duyên, không tốt. Cơ hội cho Hà Nội. Lại đi, lại đi, lại đi.
Tiếp tục là đội Thi Hồng. Thu Trang. Điểm số cho Bamboo Vĩnh Phúc 7-5. Vừa rồi là pha bóng mà liên tiếp Yến Nhi đã truyền cho đội Thi Hồng, nhưng bên phía Bamboo Vĩnh Phúc đã bắt được những bài tấn công này. Nhưng lần này thì đội Thi Hồng đã không bỏ lỡ cơ hội. 6-7 cho Hà Nội. Bóng vẫn còn. Ngoài. Yến Nhi đã hơi vội vàng với tình huống xử lý chưa đầy đủ, một góc đánh thuận lợi nhất. 8-6 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Là nội ý kỹ thuật đầu tiên ở trận đấu thứ tư. Điểm số cho Hà Nội, phá ghi điểm của Đinh Thị Ngân 7-8. Cách biệt chỉ là một điểm. Lê Thu Thảo phát bóng. Bước một tốt. Vẫn còn. Điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 9-7. Đào Thị Huyền người phát bóng. Bám chắn ra ngoài, đối với điểm 8-9 cho Hà Nội. Điểm chuyển hai Vi Thị Yến Nhi phát bóng cho Hà Nội. Vẫn còn. Khánh Hòa. Tiếp tục là Khánh Hòa. Chưa có điểm. Cơ hội cho Hà Nội. Đặng Thị Trúc. Điểm số thứ 10 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Nếu như Hà Nội đang vẫn giữ những con người chủ chốt trên sân thì lúc này Bamboo Vĩnh Phúc đã thay khá nhiều những vị trí. Thì pha bóng tiếp theo sẽ là Đặng Thị Trúc. Kể chuyển hai Hà Thị Hoa lúc này đã rời sân. Và vừa rồi là điểm số cho Hà Nội 9-10.
Đinh Thị Ngân, đội trưởng của Hà Nội phá bóng. Rất tốt. Tiếp tục là một cú đánh ở vị trí số 3. Hàng sau của Bà Bùi Vĩnh Phụng vẫn đang thi đấu rất tập trung. Đỗ Thi Hồng. Pha bóng leo lưới có phần may mắn và điểm cho Hà Nội. 10 đều. Sau khi Hà Thị Hoa rời sân thì người đóng vai trò chuyền hai của Bà Bùi Vĩnh Phụng đó là Đào Thị Huyền. Điểm số đã được cân bằng. Đinh Thị Ngân. Minh Duyên. Rất tốt. Bóng bật chắn ra ngoài. 11-10 cho Hà Nội. Những điểm số liên tiếp cho Hà Nội. Thu Trang. Chưa thể có điểm. Bám chắn thành công. 11 đều. Và Bùi Vĩnh Phụng đang có khá ít những tình huống tấn công ghi điểm. Là đi hoài phát bóng. Đỗ Thị Hồng. Phong độ rất cao của Đỗ Thị Hồng ở trận đấu này. 12-11 cho Hà Nội. Và pha bóng khó chịu. Thu Trang không qua lưới. Thu Trang đang mắc khá nhiều những lỗi tấn công. 13-11 cho Hà Nội. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Nguyễn Thu Trang bên phía Hà Nội. Vẫn chưa thể ghi điểm. Đỗ Thị Hồng. Chuyền hai không tốt. Thu Trang. Vẫn chưa có điểm. Lỗi bên phía Hà Nội. 12-13 cho Bà Bùi Vĩnh Phúc. Các đội đập bên phía Bà Bùi Vĩnh Phúc đang gặp nhiều khó khăn. Như vậy là chuyền hai Hà Thị Hoa cùng chủ công Mỹ Hằng đã trở lại. Hà Thị Hoa phát bóng. Kinh nghiệm của vận động viên 37 tuổi vào lúc này rất quan trọng. Thu Trang bật chắn ra ngoài. 13 đều. Sự có mặt trên sân của Hà Thị Hoa vào thời điểm này không chỉ mang tính chất chuyên môn mà còn mang lại sự tự tin cho các vận động viên của Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Rất tốt. Pha ghi điểm của Minh Duyên. 14-13 cho Hà Nội. Ngày hôm nay Yến Nhi vẫn đang là người thi đấu chính ở vị trí chuyền hai của Hà Nội. Và thể lực như phong độ của Yến Nhi đang duy trì rất ổn định. Lễ Thảo. Đỗ Thị Hồng.
Mỹ Hằng chưa thể ghi điểm. Đỗ Thị Hồng điểm cho Bamboo AOA Vĩnh Phúc 14-0. Tư thế đánh không thực sự thuận lợi của Mỹ Hằng, nhưng số 14 của Bamboo AOA Vĩnh Phúc đã xử lý kỹ thuật. Chỉ có duy nhất Yến Nhi theo chắn Mỹ Hằng ở tình huống vừa rồi. Pha xử lý của Đặng Thị Trúc, Đỗ Thị Hồng, Minh Duyên. Điểm số tiếp theo cho Bamboo AOA Vĩnh Phúc 15-14. Rõ ràng là sự có mặt trở lại của Hà Thị Hoa đã mang lại sự khác biệt khi mà thế trận lúc này Bamboo AOA Vĩnh Phúc đã vươn lên dẫn điểm trước Hà Nội. Đỗ Thị Hồng, khá lâu rồi Đỗ Thị Hồng chưa ghi điểm. Ngoài, 15-0 cho Hà Nội. Rất đáng tiếc cho Đặng Thị Trúc. Đỗ Thị Hồng phát bóng. Bước một không tốt. Điểm số tiếp theo thuộc về Hà Nội 16-15. Lần lưu ý kỹ thuật thứ hai ở set đấu thứ tư. Tỷ số lúc này đang là 16-15 nghiêng về Hà Nội. Tiếp tục là Đỗ Thị Hồng phát bóng. Đặng Thị Trúc. Tiếp tục là Lễ Thảo. Ba pha kết thúc liên tiếp của Lễ Thảo chưa thành công. Tiếp tục là Lễ Thảo. Và lần này thì đã có điểm cho Bamboo AOA Vĩnh Phúc. Điểm số lúc này được san bằng 16-0. Đó không phải là Lễ Thảo mà là pha xử lý của chủ công Trần Thị Mỹ Hằng. Trần Thị Mỹ Hằng cũng là vận động viên có chiều cao tốt, 1m81. Định bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Bamboo AOA Vĩnh Phúc 17-16. Phạm Thị Lễ Thảo pha bóng. Điểm cho Hà Nội 17-0. Rõ ràng là những tình huống kết thúc của Đặng Thị Trúc là không ở một chất lượng tốt.
Điểm số tiếp theo cho Hà Nội 18-17. Phan Đình Trục, vận động viên 19 tuổi bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Tiếp tục là một tình huống kết thúc hỏng của Đặng Thị Trúc. 19-17 cho Hà Nội. Rõ ràng đây là một trong những vấn đề khó của Bamboo Vĩnh Phúc ở trận đấu này, khi mà Đặng Thị Trúc không thể hiện được sự hiệu quả của mình. Vừa rồi thì bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Châu Hồng My đã vào sân thay thế cho Đặng Thị Trúc và lập tức ghi điểm. Châu Hồng My cũng là vận động viên trẻ, 19 tuổi. Đào Thị Huyền phát bóng. Điểm số này là 18-19. Đào Thị Huyền đã trở lại để thay thế cho Hà Thị Hoa. Bóng ngoài. Điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 19-19. Những sự thay đổi kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng đang giúp cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc san bằng được điểm số ở set đấu thứ tư. Đào Thị Huyền phát bóng. Đối với điểm cho Hà Nội 20-19. Ghi điểm là Đinh Thị Ngân. Vì Thị Yến Nhi. Rất khó khăn nhưng vẫn có điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Kết thúc cuối cùng đó là Khánh Hòa 20-20. Bóng đã chặn tay chắn của Nguyễn Thu Trang và sang phần sân của Hà Nội. Rất tốt, Minh Duyên 21-20 cho Hà Nội. Minh Duyên không quá nổi bật với chiều cao 1m69, nhưng uy lực trong những tình huống tấn công của Minh Duyên là điều giúp cho Hà Nội có được những điểm số quan trọng ở trận đấu này. Vừa rồi là tình kết thúc của Thu Trang, vẫn là Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Chưa có điểm. Cái chuyền này Đào Thị Huyền thực hiện những đường chuyền có thể nói là không thuận lợi cho các đồng đội. Nhưng lần này thì rất may, Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã ghi điểm. Cũng là một tỷ lệ đánh không thuận lợi với Hà Lê Khanh. Hà Lê Khanh, vận động viên 18 tuổi, sự chiều cao 1m78. Đã ghi điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 21-21. Ngoài. Điểm cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc 22-21. Bây giờ thì cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng đã vươn lên. Thời điểm rất quan trọng của trận đấu.
những điểm số quan trọng. Tỷ số này đang là 22-21 nghiêng về Bamboo LA Vĩnh Phúc. Bước một không tốt, nhưng vẫn có điểm cho Hà Nội. Sự xuất sắc của chủ công Đỗ Thị Hồng, 22 đều. Duy nhất có Khánh Hòa bám chắn với Đỗ Thị Hồng ở tình huống vừa rồi. Nguyễn Thu Trang phát bóng. Thu Trang, Trần Thu Trang đã thể hiện được sự kinh nghiệm và vai trò của mình. 23-22 cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Theo chặn với Trần Thu Trang trong tình huống vừa rồi là Minh Duyên và Lê Thu Thảo. Cơ hội. Thu Trang và xử lý rất hay của Đào Thị Huyền, 24-22, và đây là match point cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đào Thị Huyền đã xử lý một tình huống bước ngoặt mang về điểm số rất quan trọng, 2 match point. Liệu rằng Bamboo Airways Vĩnh Phúc có thể tận dụng được cơ hội này hay không? Cùng chờ đợi tình huống match point của Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Người phát bóng là Khánh Hòa. Ngoài 23-24 vẫn là match point cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Hy vọng là vẫn còn cho Hà Nội. Nhưng đây là một tình huống mà Bamboo Airways Vĩnh Phúc sẽ có cơ hội tấn công. Minh Duyên phát bóng. Bước một tốt. Thu Trang vẫn còn. Tiếp tục là Thu Trang. Bóng chưa chạm sàn. Đỗ Thị Hồng. Cơ hội dành cho các cô áo trắng. Lệ Thảo tuyệt vời. Thời điểm rất quan trọng và Lệ Thảo đã thực hiện thành công, 25-23. Và Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có được chiến thắng chung cuộc trước Hà Nội ở trận đấu này với tỷ số 3-1. Một trận đấu diễn ra hấp dẫn. Kinh nghiệm của những vận động viên bên phía Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã phát huy vào những thời điểm quan trọng nhất. Nhưng dù sao Hà Nội cũng đã có một trận đấu hay với các vận động viên trẻ của mình. Vận động viên rất tiềm năng và hứa hẹn. Tỷ số các set là 25-22, 18-25, 29-27 và 25-23. Bamboo Airways Vĩnh Phúc giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Và đến thời điểm này thì buổi tường thuật của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.